Trọng Hưng xin được kính chào quý khán giả và xin một lần nữa được hân hoan chào đón quý vị trở lại với chương trình Làm Đẹp với công ty mỹ phẩm Forever Billmore. Và ngày hôm nay, Ngọc Hưng lại một lần nữa hân hạnh được giới thiệu đến với quý vị Tổng Giám đốc của công ty mỹ phẩm Forever Billmore, chị Ngọc Nhi. Trọng Hưng xin được kính chào tái ngộ chị Ngọc Nhi. Chào Ngọc Hưng và tổng giám đốc giả. Kính thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi những chương trình trước của công ty mỹ phẩm Forever Billmore do Ngọc Hưng host, thì đây là chương trình thứ 3 trong một loạt những chương trình mà công ty mỹ phẩm Forever Billmore dành cho chính quý khán giả. Tại vì những chương trình này sẽ trả lời tất cả những thắc mắc mà chính quý khán giả đã gửi vào cho Ngọc Hân, để Ngọc Hân có thể gửi đến chị Ngọc Nhi. Trong những thắc mắc của quý vị đã gửi vào thì có những vấn đề như là làm sao để dưỡng da trong mùa hè, làm sao để mà khắc phục làn da bị nám. Rất nhiều những câu hỏi mà quý vị đặt ra, Ngọc Hân đã chuyển tới với chị Ngọc Nhi. Kính thưa quý vị, đây là chương trình thứ 3 trong loạt những chương trình trả lời thắc mắc của quý khán giả. Cho nên nếu mà quý vị vì bận quá hoặc là vì sơ suất mà bỏ qua một trong những chương trình trước, thì quý vị an tâm đi, quý vị có thể lên YouTube, quý vị có thể tìm Ngọc Nhi Show hoặc là Forever Billmore để mà theo dõi lại tất cả những chương trình này. Hay là quý vị cũng có thể lên Facebook của Ngọc Hân, đó là www.facebook.com/nhạc yêu cầu VHNTV. Vẫn còn giữ cái link đó, cũng hơi bị chung tình. Thưa quý vị, thì Ngọc Hân, quý vị có thể gửi những thắc mắc, những câu hỏi mà quý vị có cho những sản phẩm làm đẹp, những sản phẩm dưỡng da đến Ngọc Hân, để Ngọc Hân có thể gửi đến với chị Ngọc Nhi, hoặc là Ngọc Hân có sẽ gửi tất cả những cái link của những chương trình trước mà quý vị đã bỏ qua, bỏ lỡ, để mà quý vị có thể theo dõi trong một cái loạt chương trình này. Xin cảm ơn sự quan tâm và sự yêu mến quý vị đã dành cho công ty mỹ phẩm Forever Billmore trong suốt những thời gian vừa qua. Thưa chị, lần trước thì chị đã chia sẻ với Ngọc Hân những bí quyết để dưỡng da trong mùa hè, và một trong những bí quyết đó là một sản phẩm mới toanh của Forever Billmore, đó là kem yến. Và Ngọc Hân được biết là sản phẩm này trong thời gian vừa qua được rất là nhiều sự ủng hộ và rất là nhiều sự yêu mến của các chị em phụ nữ, bởi vì Forever Billmore là công ty đầu tiên trên thế giới mà đem được sản phẩm chiết xuất từ yến đến với chị em phụ nữ cũng như đối với đến với người tiêu dùng. Và sau đó thì chương trình kế tiếp thì chị cũng có chia sẻ về những thành phần nguyên dược liệu mà Forever Billmore đã sử dụng trong những sản phẩm làm đẹp của mình. Và cái vấn đề là Ngọc Hân có thắc mắc là Forever Billmore là công ty mỹ phẩm đầu tiên dám công nhận là tất cả những dòng sản phẩm làm đẹp của mình đều hoàn toàn từ thành phần dược thảo, thành phần thiên nhiên. Và thưa quý vị, hai chương trình đó vẫn là chưa đủ để mà trả lời hết tất cả những thắc mắc của quý khán giả đã gọi vào. Cho nên ngày hôm nay là chương trình thứ 3. Thì Ngọc Hân xin phép hỏi chị các câu kế tiếp, đó là trong chương trình thứ 2 vừa rồi, lần thứ 2 mình quay đó, thì chị cũng có chia sẻ một vấn đề mà đối với chị em phụ nữ, đặc biệt là người Việt Nam mình, là một vấn đề rất là nhức đầu, đó là nám. Nám đúng rồi. Nám là rất là dễ bị, nhưng mà rất là khó trị. Rất là đau lòng, dễ bị và rất là khó trị. Bởi vì thưa quý vị, nó rất là lì. Không phải công nhận như thế, rất là lì. Và Ngọc Hân thấy là có rất nhiều người họ quảng cáo là ồ, có thể lột da, sản phẩm này có thể lột da, có thể tái tạo làn da, làm cho làn da của mình, làn da ở trên nó bị tổn thương, nó bong đi, nó tróc đi, làn da ở dưới nó sẽ tốt lành hơn. Nhưng mà sao Ngọc Hân thấy là cái đầu tiên người Hân thắc mắc là cái làn da của mình khi mà lột như vậy thì nó sẽ mỏng hơn. Và nếu mà nó mỏng hơn thì khi mà ra gặp ánh sáng mặt trời, cái này nó rất là common sense, ra gặp ánh sáng mặt trời một làn da mỏng hơn như vậy, mà khi mà lột thì làn da của mình nó sẽ mẫn cảm hơn nhiều nữa. Thì làm sao mà nó lại không bị nám lại được chị? Mà thông thường lột đó là lột bằng hóa chất. Dạ. Thì cái tế bào da mình nó sẽ bị hư, bị chết đi. Và hóa chất nó sẽ để lại cái hậu quả trên da của mình. Mà hầu hết những hãng mỹ phẩm là người ta, tại sao hiện giờ trên nước Mỹ vì thấy đó là người ta cấm cái chữ whitening ở trên cái chai hay trên cái hộp mỹ phẩm. Bởi vì đó là họ biết khi mà làm trắng da, có nghĩa là người ta bleach, người ta tẩy cái da cho nó trắng, thì cái hậu quả để lại rất là nguy hiểm, hay gây đến ung thư da. Vì vậy mà người ta cấm. Hay là một số nhà sản xuất mỹ phẩm người ta né cái chữ đó, nhưng mà người ta vẫn bỏ cái chất ở trong đó. Thành ra vì vậy mà chị thấy đa số là quý vị bị nám đó, 90% bị nám là tại vì mình xài mỹ phẩm không đúng cách, xài loại mỹ phẩm mà làm hư da mình.
10% còn lại đó thì là tại vì cái sắc tố da của mình, tại vì cái hormone của mình. Yeah. Thì ở công ty mình có những cái loại mỹ phẩm là như vậy, cái nám đó thì có cái thuốc uống để lọc đi những cái độc tố của da. Thuốc của quý vị nó hoàn toàn làm bằng dược thảo, làm bằng khoai mỡ, vỏ khoai mỡ, rồi đậu xanh, đậu nành, lá sen, nhị sen và cái giọt cái hoa sen nữa và một số dược thảo khác để mà làm trắng da từ bên trong. Tại sao đậu nành, khoai mỡ, rồi lá sen, nhị sen, hoa sen lại có cái công dụng làm nó trắng da từ bên trong? Tạo ra một cái thành phần như là hoa cúc nữa. Yeah. Thì cái thành phần đó nó làm cho cái da mình nó mát, nó dịu và nó tẩy độc tố cho da và nó làm sáng da một cách tự nhiên. Yeah. Đó. Rồi nếu mình uống thuốc đó và kết hợp với lại mình dùng mỹ phẩm ở ngoài để mà mình làm trắng da cũng bằng hoa cúc luôn. Thì ở công ty mình có 3 loại trị nám. Như Thành Công ngày xưa đó là thành công nhất là một cái loại là nó gọi là Dux Pass Corrector. Là cái loại đó, đó làm từ dược thảo 100%. Thành ra những cái chị em phụ nữ mà bị nám nặng đó thì xài cái đó thấy nó chậm quá, người ta không thích. Thành ra những người nào mà nám mà vừa bắt đầu hay là cái làn da bắt đầu sạm xuống đổi màu thì nếu quý vị xài cái loại Dux Pass Corrector loại 1 thì là nó vừa lắm. Tại vì nó nuôi và nó trị ít hơn. Thì cái loại thứ nhì chị vừa ra đó là cái loại cũng Dux Pass Corrector, nhưng mà nó là cái loại New Improve. Là nó làm bằng thuốc, hoàn toàn bằng thuốc, cũng có dược thảo nhưng mà được sản xuất tại cái viện nghiên cứu tế bào da của Mỹ. Thưa quý vị, Ngọc Hương xin phép ngắt lời chị Ngọc Nhi. Chị Ngọc Nhi dùng từ thuốc, nhưng mà thuốc và hóa chất hóa học đó là hoàn toàn hai thứ khác nhau thưa quý vị. Nhiều khi quý vị nghĩ là khi quý vị nghe từ thuốc thì quý vị nghĩ là ồ, thường thường nó là có chất hóa học. Nhưng mà thưa quý vị, thuốc và chất hóa học không phải là hai thứ, không phải là cùng một thứ. Nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau thưa quý vị. Thuốc không phải là chất hóa học, nhưng mà chất hóa học chưa chắc đã là thuốc thưa quý vị. Cái đó mình phải để ý. Thuốc thì không phải là tất cả đều là làm bằng chất hóa học hết, nhưng mà chất hóa học chưa chắc đã là thuốc. Thành ra là có nhiều người họ sử dụng những cái chất hóa học quá nhiều để mà mình bleach cái làn da của mình. Làm như vậy thì công dụng ngay tức thời. Nhưng mà lần trước thì Ngọc Hương cũng có nói một câu đó là dục tốc bất đạt. Và thường thường những cái gì mà nó có công dụng tức thời đó, thời gian về lâu về dài sẽ hư da, nó lại không tốt cho làn da của mình. Thì ra công ty mình nó cũng hợp tác một cái viện nghiên cứu tế bào da của Mỹ. Thì cái nhóm bác sĩ này đó, họ đặc biệt là họ nghiên cứu cái làn da của người châu Á mình, người Á Đông mình. Tại sao bị nám? Thì họ phát hiện là nám vì quá chất. Vì vậy cái loại thuốc này kết hợp với dược thảo để mà làm bài tiết đi chính cái làn da của mình. Nó bài tiết đi những cái chất độc trên da. Nó tẩy độc tố cho da bằng thuốc của những cái bệnh viện về ung thư da tại Hoa Kỳ. Đó, thì đó là cho cái giai đoạn nám thứ nhì. Và cuối cùng là một cái loại nó gọi là Miracle Correcting Cream, là cái medical có sự thần kỳ. Thì những cái làn da nám mà nó sâu hàng chục lớp, nám mà vì quá chất nó quá nặng, rồi dùng cái từ nám đen đó, thì xài ngày qua ngày, chỉ cần trong 2 tuần lễ đầu người ta có thể giảm thấy là người ta cảm thấy rằng nó giảm đến 20% đến 40%. Hoàn toàn không đỏ, không lột, mà tự nhiên mỗi sáng thức dậy nó mờ dần đi, nó theo cái hệ bài tiết mồ hôi mình nó đi ra. Thì hiện giờ công ty có 3 cái loại nám mà tùy theo từng cái làn da quý vị. Tại vì ngày xưa chị là một cái nạn nhân của nám. Thành ra chị biết cái người phụ nữ bị nám đó, ai nói gì làm đấy. Nhưng mà chị khuyên quý vị không có nên đi chạy laser. Tại vì quý vị chạy laser, cái tia laser đó nó trị được lúc này, nhưng mà nó giết cái